Chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn thử vị ớt rong bơ, vị rong biển. Mình cùng bắt đầu ăn nhé. Rất thơm các bạn ạ. Nó có vị ngọt và mặn. Ngon, rất ngọt và cũng rất mặn. Thôi, bây giờ đã đến cái lúc khi nhận được làm việc các bạn.